đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Thu Quỳnh về nhà đi con bật khóc trên sóng truyền hình khi nói về cuộc ly hôn với Chí Nhân. Thu Quỳnh và Chí Nhân quyết định đường ai nấy đi khi đã có một con trai chung từ cuối năm 2015. Sau khi nam diễn viên hôn nhân trong ngõ hẹp vướng scandal ngoại tình với MC Minh Hà. Đến nay đã 4 năm ly hôn, nhưng những câu chuyện hậu đường ai nấy đi của cả hai vẫn chưa thể chấm dứt. Nếu như Thu Quỳnh từng chia sẻ trên báo chí về ngày biết mình bị phản bội và quyết định ly hôn, thì mới đây cô mới chịu mở lòng để chia sẻ đổ vỡ trong quá khứ trên sóng truyền hình. Theo đó, có mặt tại một chương trình truyền hình, nữ diễn viên về nhà đi con đã rơi nước mắt khi nói về quá khứ. Trước khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, Thu Quỳnh đã nghĩ nếu bây giờ mình ký vào đơn ly hôn thì ai sẽ là người buồn nhất? Mình buồn, bố mẹ buồn, con cái thiếu thốn tình thương. Cũng có khoảng thời gian mình nghĩ như thế. Nhưng đến khi sức chịu đựng của mình đến ngưỡng rồi, Thu Quỳnh lại cố bình tĩnh lại xem có cách giải quyết nào khác không. Và Thu Quỳnh thấy là không còn cách nào khác là mình phải đối diện và sống thật với chính bản thân mình, vì không thể sống cuộc sống này nữa. Do vậy, người đầu tiên mình cần chia sẻ và thấu hiểu mình là ai, chính là bố mẹ mình. Lời tâm sự của Thu Quỳnh đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi, cảm thông từ đông đảo khán giả. Được biết, hiện Chí Nhân vẫn thường xuyên đón con trai về nhà nội chơi mỗi tuần và Thu Quỳnh là người nuôi dưỡng bé. Dù bận rộn với công việc, nhưng nữ diễn viên vẫn dành mọi thời gian để chăm sóc cho con. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.